để coi coi bữa nay mình buôn bán được như thế nào. Hôm nay ta nói đi chợ đem gà vịt hồi tối lấy được đem đi bán. Trời ơi, ta thấy nó vui gần chết luôn. Chiến này ta thấy thêm thu nhập cho gia đình. Công nhận thằng con mình nó cũng khôn ngoan. Trời ơi, tối này nó đi kiếm được mớ về cho mình quá trời. Công nhận thằng con mình đẻ ra không có mẹ. Tối với mục tiêu nó đi bắt được một đống heo, đống gà, đống vịt luôn. Trời ơi, là trời nó vui gần chết. Ôi là trời. Nói chung là ngày hôm nay để coi coi tôi sẽ bán những cái thứ mà hồi tối á. Trời ơi, ta nói hả, con mình hồi tối nó đi kiếm được một mớ về cũng đủ sống bữa nay. Để coi chiến này mình sẽ hả gân xuống. Bữa nay là có chó nè, có gà, có vịt, có heo. Tối nay ta nói bội thu ơi là bội thu luôn. Ôi, công nhận thằng con mình nói mình đẻ nó ra nó không có ủa. Quá trời quá đất luôn. Ôi, bây giờ mình phải chắc. Bây giờ mình phải ghim xuống bán lấy tiền. Ôi, được rồi, thôi kệ đi, đồ ăn cắp mà, thôi bán đại đi. Ôi trời ơi, em chào mấy anh. Bán nhiều heo, nhiều heo vịt luôn đó. Heo gà, heo vịt, quá trời luôn nè. Ôi, trời ơi, cái này của nhà em nuôi hay là đâu ra? Trời ơi, của thằng con em ăn cắp. Ấy lộn quên. Của nhà em nuôi. Em nhà em nuôi gì? Giờ em bán một con bao nhiêu? À, một con 500 ngàn. Rẻ lắm luôn á. Ô, một con 500 mà không bi. Bây giờ mình mua hết luôn, vừa dịch vừa chó vừa gà luôn. Anh mua hết luôn hả? Lấy 5 triệu thôi. Bao nhiêu con? Bây giờ bao nhiêu con để đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 3 1 2 3 với 7 3 với 7 là 10 rồi. 3 với 7 là 11 đó anh. Hả? 3 với 7 10 thôi. 11. 11 luôn đi. Không, 3 với 7 là 10, trên đồng bào trên trên buôn làng mình 3 với 7 là 10. Tưởng đâu á mấy người chứ đâu không có biết hả. Đi kiếm ai giờ cũng khôn. Chứ phải 3 với 7 là 10 không con? Dạ. Ô, cái này lừa không biết rồi trời. 2 3 4 5 6 7, 7 con vịt nữa là 17 con, bằng bao nhiêu tiền?
17 con hả? Bây giờ tính heo bao nhiêu tiền, chó một con bao nhiêu tiền? Thôi bây giờ tôi tính cái này 3 triệu đi. À, với cái này 1 triệu, cái này 1 triệu là 5 triệu. 5 triệu, 5 triệu 17 con. Ừ. Ồ vậy là mặc lắm rồi, con mấy trăm ngàn rồi. Bây giờ trời bây ơi, giờ dịch tôi mua một con 200, heo cũng 200, rồi chó cũng 200 có được không? Đâu có được, đồ trời ơi, đồ của tôi ăn cắp ấy lộn hơn. À, đồ của tôi nuôi mà cực khổ lắm, sao mà bán rẻ được. Giờ đâu bằng cho mình đi. Dịch mình cũng mua 200 mà chó mình cũng mua 200. À, heo mình cũng mua 200 cho để mình về tỉnh tiên, mình người đồng bào mình ở miền xa mình tính. không biết tỉnh tiên được không? Có lời gì ta, có kể lời rồi bán đi thôi, đồ ăn cắp mà có kể đi. Mấy ngày nè thôi bán luôn á, bán luôn hả? Rồi bây giờ mình chịu mua là như vậy là 17 con, 17 con nhân với 200, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, để coi, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 rồi như vậy là 3 triệu 4, 17 con là 3 triệu 4, nhưng mà dàn là phải mở ra dàn coi thử là nó còn nó chân trắng, nó còn nguyên không, không có là ở trên buôn làng mình là không có bác sĩ là mấy nó gầy chân gầy trắng là không có được đâu. Trời ơi là trời, anh cứ yên tâm đi, trời ơi chiếc này là tôi cho tới mở ra hết luôn nè. Em phụ chị mở ra coi. Dây mở ra coi. Anh mở ra coi. Đi. Anh cứ mở đi, trời ơi coi nè, anh cứ kiểm tra đi. Em nói thiệt với anh hả? Trời ơi đồ em ăn cắp cái lộn quên. Đồ nhà em con em nó nuôi là dễ thương lắm luôn á. Nó ấy lắm luôn á. Trời anh thả nó đi luôn rồi thắm. Đây coi nó có đi ra chân không? Trời ơi. Ủa một lát nữa nha cô chị, dịch của tôi, đó của tôi. Sao giống mấy con heo, con chó, con vịt mình quá vậy? Phải không con? Sao mà giống được? Ông thử đi coi nó có đi theo ông không? Chừng nào nó đi theo ông là của ông. Không. Mà mấy con heo con vịt này là của mình. Đâu em đâu, bây giờ ông đi, nó đi theo ông thì là tôi cho ông luôn đó. Đây là của mình rồi. Ông già quỷ sứ. Đây của mình rồi. Đây là của mình rồi. Của mình rồi. Ông già quỷ sứ. Của mình rồi. Không có được. Trời ơi chó gà vịt của tôi. Ông nội này. Trời ơi là trời bực của mình. Trời ơi là trời. Chó gà giả vịt cho tôi. Ông quỷ. Trời ơi. Sao mày lừa gạt tao? Mày bắt hết gà vịt của tao.